Buổi ngày hôm nay thầy tiếp tục chữa ông ta cái bài số 7. Hôm trước người ta đã chữa xong cái bài số 6. Thì hôm nay sang bài số 7, một bó hoa gồm có 5 bông hồng trắng, 6 bông hồng đỏ và 7 bông hồng vàng. Hồng lại còn đỏ hồng vàng nữa nhỉ. Rồi đúng không? Hồng. Hỏi có mấy cách chọn lấy một bông, thì cái này là bài bài này chính là bài quy tắc gì? Quy tắc cộng thôi, rất là dễ, rất nhiều bạn sẽ nhầm quy tắc nhân. Đây là bài gì? Bài 7. Không. Những cái dạng này thì chúng ta thi trung học phổ thông, tức là thi tốt nghiệp ấy, là cũng rất hay vào, mang tính bài mang tính chất là nhận biết, nhìn rất dễ. Bởi thực ra như này rất nhiều bạn sẽ bị nhầm là từ quy tắc cộng sang quy tắc nhân. Nói tóm lại là có 7 5 bông hồng gì? Hồng trắng này, 6 bông hồng đỏ và 7 hồng vàng. Nhưng mà mới chọn ra một bông, chọn một bông thôi, một bông trong số bông này. Thực chất thì chúng ta thấy rằng là nếu như chia giống như kiểu dạng trường hợp ấy, thì nó là quy tắc trường hợp một này, người ta có trường hợp một nhưng tách cái này nó khá là lằng nhằng, nhưng tuy nhiên tách này ra để cho các em biết rằng là nó là quy tắc cộng. Trường hợp một là ta chọn gì? Chọn một hồng hồng trắng. Chọn hồng màu trắng thì chúng ta sẽ có mấy cái chọn, nên có 5 bông thì chúng ta sẽ có 5 cách. Ở trường hợp thứ hai, ta chọn một gì? Hồng hồng đỏ. Thì ta có 6 bông hồng đỏ thì ta có 6 cách. Trường thứ ba, ta chọn một hồng gì? Hồng vàng. Thì ta sẽ có bao nhiêu? Có 7 hồng vàng, sẽ có 7 cách. Ở đây các trường hợp khác nhau, tức là các phương án chọn khác nhau. Vậy từ đây ta sẽ có là gì? Tổng cộng vào thôi. 5 cộng với 6 cộng với 7 bằng 5, 6, 11, 7 là 18 cách. Đấy. Khá là dễ thôi, đúng không? Cái bài này thì không có gì khó khăn cả. Dạng này thì rất là dễ. Ok, đấy là bài số 7. Ta tiếp tục sang bài số 8. Bài 8. Yeah, trước. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số? Cái này khá là dễ rồi. Mình gọi số tự nhiên. Gọi số tự nhiên có 5 chữ số. Là A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, E. Đúng không? 2, 4, 5, ok. A, B, C, D, E. Đó. Thế bây giờ chúng ta thấy này. Chúng ta thấy là cái 5 số này thì nó A, B, C, D nó không có điều kiện gì ràng buộc, đúng không? Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số thôi. Vậy thì không có điều kiện ràng buộc gì cả. Nó chỉ từ 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta sẽ có A sẽ có bao nhiêu cái chọn? A có bao nhiêu? Có 1, 2, 3, 4, 5. Vậy có 5 cái chọn. Đúng không? Tương tự như vậy, B có bao nhiêu? B cũng có gì? Có 5 cách chọn. C cũng có gì? Có 5 cách chọn. Đúng không? Và nói tóm lại, D cũng có 5 cách chọn. Và E cũng vậy. E cũng có 5 cách chọn. Vậy chúng ta sẽ dùng quy tắc đây chúng ta. Đây có 5 công đoạn, 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? 5 công đoạn. Vậy chúng ta sử dụng quy tắc nhân. Tức là 5 nhân 5 nhân với 5 nhân với 5 nhân với 5. 5 số 5 nhân nhau bằng 5 mũ 5 số. Đó, bấm máy thôi. Nhiệm vụ như này bấm máy bằng bao nhiêu thôi. Ok. Đó. Thì đấy là ý A, khá là đơn giản đúng không? Ý A nó không có điều kiện ràng buộc gì cả nên thì rất là đơn giản rồi. Được chưa nhỉ? Tiếp tục sang ý B này, ta xem ý B sao. B. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn? Có 3 chữ số, chúng ta chú ý số tự nhiên chẵn. Mình số tự nhiên chẵn có 3 chữ số, mình gọi luôn đi. Gọi số tự nhiên chẵn
có 3 chữ số là A, B, C. Đó. ABC, có 3 chữ số ABC. Thế bây giờ chúng ta thấy như thế này. Trong cái bài toán mà có chữ số 0 ở đây này thì chúng ta thấy là nó khá là phức tạp hơn một chút so với cái IA. IA chúng ta không có số 0 thì dễ, bởi vì chúng ta nếu như số 0 mà đứng đầu ấy, một số ví dụ 0 1 2 chẳng hạn, thì đây không phải là số có 3 chữ số mà nó chỉ là gì? Là 2 chữ số thôi. Do đó cái số đầu tiên chữ số A này này không được nhận số 0, chữ số 0 đúng không? Cái thằng A này không được nhận số 0, do đó thì mà lại đây nó nói là số tự nhiên chẵn. Chẵn thì nó liên quan đến số 0. Vì vậy mình phải chia ra hai trường hợp. Trường hợp 1 ấy, trường hợp 1 mình chia luôn trường hợp 1 là C bằng 0, tức là cho C. À số đây nó lại à xin lỗi đây, rất đơn giản thôi, thằng này thì nó lại không phải khác nhau. Nó khác nhau thì mình cần lưu ý ở đây thì thôi, chỗ này thôi. Ok. Nhớ nhá, đây là nó không khác nhau thì ngon rồi. Không khác nhau thì không có gì phải băn khoăn cả. Xóa luôn, không cần phải trường hợp, bởi vì nếu như trước chữ số khác nhau thì nó mới nguy hiểm. Nhưng đây nó thì không khác nhau nhá, các chữ số không khác nhau thì thôi, cứ làm bình thường thôi. Đầu tiên là ta sẽ chọn thằng nào trước? Trong trường hợp này mình cứ chọn thằng chẵn trước đi. Thực ra các chữ số này không cần khác nhau thì chọn thằng nào trước cũng được. Đó, không ảnh hưởng gì cả. Thì chúng ta sẽ có A luôn đi. Chúng ta A sẽ có bao nhiêu cái tròn? A có bao nhiêu? À, từ 2, 4, 6, 7. 7 thì chúng ta bỏ số 0 đi. A không được chọn số 0. À, có 2, 4, 6. A có 6 cái chọn. Đây. Thế bây giờ B. B thì có nhận cả số 0. Vậy B có 2, 4, 6, 7. Vậy B có 7 cách. Và C. C thì phải là số chẵn. Số chẵn đây thì có một à, chữ số chẵn đấy. Đâu có 1, 2, 3, 4 đúng không, là 0, 2, 4, 6 đấy, là bốn chữ số thì sẽ có bốn cách chọn. Ok, vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được là có 6 nhân với 7 nhân với 4 bằng bao nhiêu. À, bấm máy thì ta sẽ được là 168 số. Ok, đấy là không khác nhau, các chữ số này không khác nhau này thì rất là dễ, được chưa? Đấy là ý B. Chắc đoạn này là toàn ý, câu dễ thôi, tức là nhập môn thì rất là dễ rồi. Đó. Tiếp tục phải sang ý C. Là có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều là số chẵn. Dễ rồi. Mình sẽ gọi là gì? Gọi số tự nhiên có hai chữ số là AB đúng không? Ta chú ý này, ở đây người ta nói là không từ cái tập nào thì chúng ta thấy rằng nó sẽ xuất phát từ tập gì? À, không nói là từ tập nào đâu, từ các chữ số nào thì chúng ta thấy sẽ từ 0 này, 1 2 3 4 chấm 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 cho đến 9 luôn, đúng không? 9 là 9, 10 tất cả là tổng 10 chữ số, được chưa nhỉ? Từ 0 đến 9 là có 10 chữ số, tức là người ta sẽ bao tất. Vậy thì ở đây người ta nói rằng là có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều là, thực ra chính xác cả hai chữ số đều là chữ số chẵn thì chính xác hơn là chữ số chẵn. Đấy, khả năng thầy sẽ sửa cái chỗ này thành chữ số chẵn đi. Đấy, chữ số chẵn đều là chữ số, đây là chữ số. Đó, thì nó chính xác hơn. Đấy. Ok, đều là chữ số chẵn nha. Tức là nói tóm lại A là chữ số chẵn và B là chữ số chẵn. Vì vậy thì chúng ta sẽ có A có bao nhiêu cách? Có bao nhiêu cách tròn? À, chúng ta sẽ có 5 chữ số chẵn và 5 5 chữ số chẵn đúng không? 5 chữ số lẻ. Vậy thì A thì không được chọn 0 thì A chỉ có bao nhiêu? Có 4 gì? 4 cách chọn thôi. Đó. Thế B thì có lấy được cả 0? Tất tần tật và hai chữ số này nó là chỉ nói là đều số chẵn thôi chứ không cần hai chữ số này khác nhau. Sau đó B thì lại có gì? Có 5 cách chọn. Vậy chúng ta sẽ có từ đây suy ra có 4 nhân với 5 bằng 20 số. Đó, 20 số. Bởi vì nó nói là không nói số này chữ số khác nhau, được chưa nhỉ? Lưu ý như vậy. Đấy là ý C của chúng ta. Tiếp tục này. Ta sang ý D.
Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó các số cách đều chữ số đứng giữa thì giống nhau? Thì cái số này sau này người ta gọi là cái số số paradin gì đó, phải không nhớ rõ lắm. Đấy. Nhưng mà nói tóm lại là có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, trong đó các chữ số cách đều chữ số đứng giữa thì giống nhau. Vậy thì mình sẽ đặt là gì, gọi số cần tìm đi. Có dạng là A, B, C. Mà cách đều xuống giữa, tức là cách số C này nè, là thì chúng ta phải B, B, A. Chúng ta hiểu chưa? Đó. A, B, C, B, A có nghĩa rằng là cách đều số này, số C này, chính giữa là C này, thì ví dụ đây là 1, thì đây là 1, đúng, đây là 2, đây sẽ là 2, đây là 3, thì nó vẫn là 3 thôi. Thì chúng ta sẽ viết ở dạng A, B, C, B, A. Nói tóm lại, thực chất cái bài này chỉ chọn là số có 3 chữ số thôi, A, B, C thôi, còn B, A thì nó giống thằng này rồi. Thì mình chỉ chọn A là có bao nhiêu cái chọn, B bao nhiêu cái chọn và C bao nhiêu cái chọn thôi. Đây chúng ta thấy là thì giống nhau thôi, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta xem nào, nó có bao nhiêu số, A có bao nhiêu cách chọn. A thì đương nhiên là A là có bao nhiêu? Có. Chúng ta tương tự vậy, chúng ta chọn tất cả là có 10 chữ số này thì A không được chọn số 0, vậy A có 9 cách chọn. Rồi. B thì sao? B thì sao? B lúc này thì người ta không nói rằng là nó cần phải khác nhau, đúng không? Đấy. Tức là chỉ cần số cách số chính giữa này nó giống nhau là được. Còn giống nhau có cần giống mấy số hôm sau không quan tâm, đúng không nhỉ? Vậy thì B thì lúc này lấy cả chữ số 0, do đó nó có gì? Có 10 cách. 10 cách chọn. Đúng không? C thì lúc này gì? Cũng có gì? Có 10 cách chọn, đúng không? Bởi vì 10 chữ số mà. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Có 9 nhân với 10 nhân với 10 là bằng 900 số. 900 số như vậy. Ok chưa? Đó. Đấy, tiếp tục nha. Tiếp tục này, ta sang cái yeah. Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số và chia cho 5? Rồi, ok. Có 6 chữ số và chia cho 5, chúng ta lưu ý. Thì chúng ta chắc chắn được vẫn từ gì? Chúng ta nhớ là từ các chữ số đầu, từ 0, 1 đấy, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 9 đấy. Thì chúng ta sẽ gọi này, đây chắc chắn là từ đây, vì người ta không cho thì chắc chắn chúng ta phải lấy từ 0 đến 9 rồi. Thì mình gọi thôi. Gọi số có 6 chữ số chia cho 5 là A, B, C, D, E, 1, F. Rồi, A, B, C, D, E, F. A, 1, A, 2, 3, 4, A, 5, A, 6. Được, tùy. A, B, C, D, E, F. Rồi. Thế bây giờ chúng ta lưu ý là số chia cho 5 thì F phải là 0 hoặc là 5. Được chưa? Số chia cho 5 thì nó phải là 0 hoặc 5. Cái dấu hiệu của chia cho 5 là dễ nhất, đúng không? Đó. Là 0 và 5. Thế thì bây giờ trường hợp 1. Trường hợp 1. Là F bằng 0. F bằng 0 thì lúc này F có mấy cách? F có một cách chọn thôi. Rồi, F một cách chọn. Thế lúc này A, mình chọn thằng A trước. A lúc này có mấy? Cứ bỏ thằng số 0 này, bỏ luôn thằng F thôi thì nó sẽ có 9 cách. Có 9 cách. Cách chọn. B có gì? Bỏ thằng A, bỏ thằng F thì còn có có 8. Đúng nhỉ? Xem nào, bỏ thằng này, bỏ thằng này, bỏ thằng F với thằng A chọn, F0 rồi bỏ thằng cho A chọn rồi thì có 10 số thì còn 8. Xem nào. Ôi xem đó. À nó cũng không chia hết rồi. Ok, nó nói à nó xin lỗi, nó không khác nhau. Bài này hoàn toàn nó không khác nhau. Mình quen cái chỗ mà khác nhau này rất là nguy hiểm này. Các số này không khác nhau thì thằng này nó chỉ là 9 thôi, 9 thì thằng B nó lại có 10. Đúng không? Tương tự như vậy.
Thằng C làm sao? Thằng C cũng có 10. Thằng D cũng có 10. Thằng E cũng có 10. 10 cách chọn. Đúng không? Vậy từ đây thì chúng ta sẽ có gì? 9 nhân với 1, 2, 3, 4. Vậy thì nhân với 10 mũ 4. Đó. Số trong trường hợp này. Tương tự cho gì? À, tiếp tục này. Ô, thế thì thằng... Ờ, à, đúng rồi. Xác rồi. Cái thằng... Vậy thì cái bài toán này thực ra không cần phải chia. Đúng không? Thầy nghĩ không cần phải chia thôi. Đã chót chia rồi thì chia luôn đi. Bài toán này không cần phải chia. Bởi vì lúc này F sẽ có hai cách. Và A sẽ có 9 và tất cả thì có 10. Vì nó không khác nhau mà. Thôi rồi. Thực ra là trường hợp 2 tương tự thôi. Trường hợp 2. F là bằng 5. Thì F có gì? Có một cách. Rồi tương tự A có gì? 9 cách. Và B, C, D đều có gì? B, C, D, E. B, C, D, E có gì? 10 cách. Vậy tương tự như vậy. Hoàn toàn vậy thì có 9 nhân với 10 mũ 4 số. Và ta cộng vào với nhau. Thì ta sẽ có là 2 thằng cộng và 29, 18 nhân với 10 mũ 4 số. Ok. 18 nhân 10 mũ 4. Bởi vì sao? Bởi vì đây bài toán nó không nói là gì? Là các chữ số khác nhau đúng không? Ví dụ có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và chia cho 5 thì chúng ta phải chia trường hợp. Còn thực ra bài này thì chúng ta thấy là mình không cần phải chia trường hợp, mình từ đây mình làm luôn này, thầy bị nhầm. Ví dụ như thằng F này là có gì? F có hai cách, F có hai cách này. Rồi thằng A. A thì có gì? Có 9 thôi, phải bỏ số 0. Rồi B có 10, rồi C có 10, D có 10, rồi E có 10. Vậy ta dùng quy tắc nhân và ta sẽ có là 2 nhân 9 nhân với 10 mũ 4, đúng không? 1, 2, 3, 4. Vậy bằng gì? Bằng 18 nhân với 10 mũ 4. Đã nhanh hơn rất nhiều. Chia trường hợp. Trường hợp nên là nó trong trường hợp mà chúng nó khác chữ số khác nhau thì bắt buộc ta phải chia trường hợp vào. Đấy, nói tóm lại là cái IE này là chúng ta đang nhầm đầu tiên. Cách thầy chia trường hợp nó nhầm so với cái việc mà chữ số khác nhau. Đó. Còn nếu chữ số không khác nhau, chúng ta cứ tính thôi. Chữ số không khác nhau là ta sẽ được lấy lặp lại. Đó. Ok, thì đấy là bài số 8 của chúng ta. Được chưa nhỉ? Tiếp tục ta chữa bài số 9 này. Bài 9 này thì chắc là dễ rồi. Một trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. Thành lập một đoàn gồm 2 người sao cho 1 học sinh chuyên toán và 1 học sinh chuyên tin. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập đoàn như trên. Cái này chắc chắn là cái công việc chọn một đoàn này gồm có 2 công đoạn. Là công đoạn họ chọn học sinh, 1 học sinh lớp chuyên tin và công đoạn chọn 1 học sinh lớp chuyên toán. Thì chúng ta dùng quy tắc nhân rồi. Đúng chưa? Rất là dễ thôi. Thứ nhất là cách chọn. Cách chọn 1 học sinh lớp chuyên tin nó sẽ có 10 gì? 12 cách. Cách chọn 1 học sinh lớp chuyên toán là có gì? 18 cách. Vậy ta có phải có 12 nhân với 18 bằng 216 cách. Bài này quá dễ rồi. Bài số 9 này gần như dễ rồi. Đấy. Tiếp tục. Bài số 10. Bài 10 này chắc cũng dễ luôn. Một đội văn nghệ chuẩn bị 2 vở kịch, 3 điệu múa và 6 bài hát. Tức là đội văn nghệ này có 2 vở kịch, 3 điệu múa, 6 bài hát. Tại hội diễn, mỗi đội chỉ được trình diễn một vở kịch, một điệu múa và một bài hát. Hỏi đội văn nghệ trên có bao nhiêu cách chọn chương trình biểu diễn, biết rằng chất lượng vở kịch, điệu múa có bài hát là như nhau. Cái này dễ rồi, nó tương tự như vậy thôi. Đây chính là một công việc chọn gì? Chọn cái chương trình biểu diễn. Thì cái chương trình biểu diễn này gồm 3 công đoạn. Công đoạn chọn gì? Kịch.
công đoạn chọn điệu múa và công đoạn chọn bài hát. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng quy tắc nhân. Chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ chọn kịch. Chọn kịch. Thế có bao nhiêu? Ta sẽ có hai cách. Chọn gì? Chọn điệu múa. Thì ta sẽ có gì? Ba cách. Và chọn bài hát. Ta có gì? Sáu cách. Vậy theo quy tắc nhân ta có 2 nhân với 3 nhân với 6 bằng 36. Cách chọn. Ok, cái bài này quá là dễ, đúng không? Những cái bài này gọi là những bài cho vào để chúng ta khởi động thôi. Đó. Quá là dễ rồi. Đến chưa nhỉ? Rồi, đây là bài số 10. Tiếp tục sang bài số 11. Một người có 7 cái áo, trong đó có 3 áo trắng. 7 cái áo, trong đó có 3 áo trắng và 5 cà vạt, trong đó có 2 cà vạt màu vàng. Hỏi, người đó có bao nhiêu cách chọn áo và cà vạt? Nếu chọn áo nào cũng được và cà vạt nào cũng được thì cái này dễ rồi. Chúng ta công đoạn chọn áo và chọn cà vạt thôi. Thì là chúng ta xử trước này. Đúng chưa? Cách chọn gì? Cách chọn áo. Có 7 cái áo thì chúng ta có 7 cách. Cách chọn cà vạt. Có 5 cà vạt, 5 cách. Chắc chắn đây là một việc gồm hai công đoạn rồi. Sau đó chúng ta sử dụng quy tắc gì? Quy tắc nhân, và từ đấy ta sẽ có 7 nhân với 5 bằng 35 cách. Ok. Rồi sang IB. Người ta nói rằng đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt vàng và ngược lại, đúng không? Vậy thì có 3 áo trắng thì sẽ không đi với 2 cái cà vạt vàng. Đó. Thế thì chúng ta thấy là gì? Đầu tiên ấy, thế còn lại những cái còn lại thì đi với cái gì cũng được, đúng không? Đó. Thế bây giờ mình có thể là gì? Mình có thể dùng cái phần mà gọi là tính cái phần gián tiếp, tức là bây giờ mình cứ chọn 3 cái áo trắng và đi với 2 cái cà vạt vàng đi. Sau đó thì mình trừ cái trường hợp mà chọn áo trắng đi với cà vạt vàng thì sẽ ra, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ có, giả sử chúng ta sẽ chọn gì? Chọn 3 cái áo, tức là chúng ta sử người ta gọi là phần bù đấy, đúng không? Hay là phần gián tiếp đấy. Ở đây chúng ta lưu ý là cách chọn đơn giản nhất là chúng ta thấy là chúng ta cho gì? 3 cái áo trắng và đi với 2 cà vạt vàng, sau đó lấy tổng của cái thằng IA này này. Đấy. Cái theo cái IA này nó trừ đi là được, đúng không? Là xong. Ok chưa? Vậy thì thứ nhất là mình sẽ gọi chọn đi, chúng ta chọn, ta sẽ chọn này áo trắng và cà vạt vàng. Đó, thì áo trắng có bao nhiêu? Có 3 cách chọn, đúng không? 3 cách. Cà vạt vàng có 2 cách. Vậy từ đấy suy ra có 2, 3 nhân với 2 bằng 6 cách. Đúng chưa? Thế bây giờ suy ra cách chọn. Từ đấy suy ra cách chọn
áo trắng không đi với cà vạt. Áo trắng, à áo trắng đúng rồi, không đi với cà vạt vàng là bao nhiêu? Là 30 năm trừ đi thì trừ 6 thì bằng 29 canh. Đó, tổng là 35 này, cái 35 này, tức là áo nào cũng được và cà vạt nào cũng được. Đó, xong trừ đi cái trường hợp mà áo trắng đi với cà vạt vàng. Đó, người ta gọi là theo phương pháp gián tiếp, lấy cái tổng trừ đi, hoặc người ta gọi là phần bù đó. Đúng ý vậy chưa? Thì đấy là bài số 11 của chúng ta. Ok, chúng ta sang bài số 12. Cho tập A gồm 1, 2, 3, 4, 5 có bao nhiêu cặp sắp thứ tự xy, biết rằng x thuộc A, y thuộc A thì dễ là rồi, x thuộc A, y thuộc A thì x có bao nhiêu cái tròn? A này, x thuộc A và y thuộc A thì đương nhiên ta sẽ x có bao nhiêu? X có, đây có 5 phần tử, x có 5 cái tròn. Y có bao nhiêu? Y cũng có gì? Có 5 cái chọn luôn. Vì đây là cặp, tức là phải chọn cả x cả y này. Vậy chúng ta sẽ dùng quy tắc nhân thôi. Vậy ta có là gì? 5 nhân với 5 bằng 25 cái chọn. Hai cặp. 25 cặp. Được chưa? Rồi sang y b. Y b là ta có là x. Y là tập con của tập xy này, là tập con của tập A. Đó, xy là tập con của A thì chúng ta thấy rằng nào, nếu đã chọn x là một thì y sẽ không được chọn là một, bởi vì nếu chọn nó trùng với nhau, hình dung chưa? Đó, nếu x chọn là một thì y không chọn là một, hay nói khác là xy nó sẽ khác nhau, tức là xy mà là tập con của A suy ra x nó phải khác y, x nó phải khác y. Đó, đương nhiên x mà bằng y rồi thì nó sẽ không còn là người ta không viết là x y như này nữa, đúng không? X bằng y người ta chỉ viết là tập x thôi, đúng chưa? Đó, x y là tập con của A, cái tập x y này này là tập con A, tức là x y khác nhau. Vậy thì x khác y rồi, từ đây x khác y thì chúng ta sẽ thấy là x sẽ có bao nhiêu? Đầu tiên chọn x trước, x sẽ có 5 cái chọn. Đó, x mà có 5 cái chọn thì y thì sẽ phải chọn khác x, thì đương nhiên phải ở đây có 5 số thì trừ một số mà x đã chọn rồi thì còn 4 số, và y chỉ còn bao nhiêu? Còn 4 cách chọn thôi. Vì vậy chúng ta sẽ có là gì? 5 nhân với 4 bằng 20 cặp. À, đây là cặp này đúng không? 20 cặp. Cặp xy, được chưa? Rồi. Sang IC. Cái này khá là dễ thôi mà đúng không? IC. X cộng y bằng 6. X cộng y bằng 6 thì bây giờ mình cứ đếm thôi, cái này thì dễ rồi, cái này thì chắc là nếu giả sử x bằng 1 thì y sẽ bằng mấy? Y sẽ bằng 5, 2 sẽ 4. Đó. Nhưng mà 33 có được không? Chắc được. Đấy. Được chưa? Có phải không nhỉ? Rồi, thì ta sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có là từ đây ngồi đếm thôi. X cộng y mà thì x là bằng 1. Thì y bằng mấy? Y bằng 5, là một cặp. Đấy, một cặp đây. Mình thôi mình cứ viết cặp luôn. Thực ra cái này ngồi liệt kê ấy, mà cái ý này thì chúng ta ngồi liệt kê thôi. Dễ quá rồi thì chúng ta sẽ có là x bằng 1 này, y bằng 5 này, hoặc là ngược lại này, hoặc này. X bằng 5 y bằng 1 thế thôi. Tiếp tục này, đấy hai cặp rồi này. 24 này, x bằng 2 y bằng 4, ngược lại là x bằng 4 y bằng 2. Rồi cặp thứ ba là gì? X bằng 3 y bằng 3. Thế 33 này sẽ không ngược trở lại được, 33 nó vẫn là trùng nhau, vậy chúng ta sẽ có mấy? Sẽ có 5 cặp thôi.
À, 5 cặp đây. IC này thì ngồi liệt kê đúng không? Cũng chẳng cần phải tính toán làm gì cho nó mệt cả. Đúng nhỉ? Ok, đấy là bài số 12 của chúng ta. Được chưa nhỉ? Xem nào, tiếp tục. Bài 13. Cho tập hợp A 1, 2, 3, 4 đến N, trong đó N là số nguyên dương lớn hơn 1. Có bao nhiêu cặp sắp thứ tự XY, biết rằng X thuộc A. Y cũng thuộc A mà X lớn hơn Y. Đó, X thuộc A. Nha. Chúng ta sẽ có bao nhiêu cặp này, X thuộc A này. Bài 13. Chúng ta sẽ có X thuộc A. Y cũng thuộc A. Nhưng quan trọng là X lớn hơn Y. Đó, X lớn Y. Thế chúng ta thấy này. Ví dụ đơn giản. Mình sẽ có như sau. Nha. Thì mình sẽ làm lần lượt này. Chúng ta thấy này. À, chúng ta sẽ có là ví dụ như X bằng N. Đúng không? X bằng N. X lớn hơn Y mà. X bằng N. X mà bằng N. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cách chọn Y? Hả? Sẽ có bao nhiêu? Có N trừ 1 cách chọn Y. Đúng không? X Y mà nhỏ hơn X mà. Đúng không? Y nhỏ hơn X tức là sẽ còn từ N trừ 1 này. N trừ 2 chấm 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 cho đến 1. Hình dung chưa? Đấy, ví dụ nha. Chúng ta ví dụ cụ thể đây N giả sử như là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 đi. Giả sử 5 đi. Tập 5. Vậy nếu như X bằng 5 thì y chỉ có thể chọn là gì? 4 này, hoặc là 3 này, hoặc là 2 này, hoặc là 1 đúng không? Vậy thì có phải n trừ 1 không? Chọn n trừ 1 được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ có n trừ 1. Đấy, n trừ 1. Cách chọn gì? Cách chọn y. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Nếu x bằng n trừ 1 thì ta sẽ có gì? Có n trừ 2 cách chọn y. Đó. Tiếp tục. X bằng n trừ 2 thì sẽ có n trừ 3 cách chọn y. Được chưa? Và tương tự như vậy, chúng ta chấm 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 x sẽ bằng mấy? X bằng 2 thì sẽ có mấy? Có một cách chọn y. Đúng không? X không thể bằng 1 được. Vậy thì tổng chúng ta ở đây này, chúng ta sẽ có bao nhiêu đây, các trường hợp thôi, đây trường hợp 1 đây. Trường hợp 2 đây. Ở chấm 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 chấm. Trường hợp n trừ 1 đây. Đúng nhỉ? Đó, thế thì chúng ta sẽ có là gì? Có là từ đấy suy ra cộng với nhau sẽ đây từng cặp mà x bằng 1 thì có bằng gần này cặp, đúng không? N trừ 1 cặp. Được chưa? Đây tiếp tục là x bằng n trừ 1 thì có n trừ 2 cặp, đúng không? Có n trừ 2 cách chọn mà. Vậy ta có sẽ có là 1 cộng với 2 cộng với 3 cộng chấm 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 cộng với n trừ 1. Đấy. Và bằng bao nhiêu? Tính cái này bằng bao nhiêu? Đây là tổng của n trừ 1 số tự nhiên đầu tiên đây. Thì bằng gì? Nếu n số tự nhiên đầu tiên ấy, n số tự nhiên đầu tiên thì chúng ta sẽ có là tổng n số tự nhiên đầu tiên thì bằng n nhân với n cộng 1 chia mấy? Chia 2. Thế thằng này gì? Chúng ta sẽ bằng n, à, tức là n trừ 1 đấy, n trừ 1 nhân với n trừ 1 cộng 1 chia 2, tức là nhân với n chia cho 2. Vậy chúng ta sẽ có thằng này cặp. Đó, ok chưa? Đấy, công thức n trừ 1 nhân với n chia 2. Thì đấy là cái bài số 13, phải tóm lại như vậy. Chúng ta lưu ý. Ok, bài số 13, xong. Chúng ta chơi bài số 14. À, cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 2 chữ số? Cái này dễ rồi. À, IA thì quá là đơn giản. Đúng không? À, gọi số 2 chữ số là AB đi. AB, ok. Vậy A có bao nhiêu? A có 5 cách chọn vì có 5 chữ số này. Có 5 cách chọn. B cũng có gì? B cũng có 5 cách chọn. Và lúc này đương nhiên ta sẽ có là 5 nhân với 5 bằng
25 số. Rồi, rất là dễ. IB gồm hai chữ số khác nhau, gọi luôn là AB. Rồi, vậy thì khác nhau thì A đầu tiên chọn A trước. A thì có gì? Có 5 cách chọn. Nhưng B phải khác A. Có 5 chữ số thì phải bỏ đi một chữ số mà A chọn. Do đó có gì? AB sẽ có 4 cách chọn thôi. Bỏ một cái cách chọn của A chọn đúng không? Vậy thì ta sẽ có là 5 x 4 bằng 20 số. Rồi. Tiếp tục IC. Số lẻ. C. Số lẻ gồm hai chữ số. Tức là chúng ta cũng là AB, gọi số là AB. Số lẻ thì chúng ta phải chọn nào trước, chọn B trước. Phải chọn số lẻ thì đương nhiên B này phải là lẻ rồi. Được chưa? Vậy những cái trường hợp này thì chúng ta lưu ý nè, là chúng ta phải chọn cái chữ số nào có điều kiện nó hẹp nhất, tức là cái điều kiện ràng buộc của nó gì? Là nhiều nhất. Vậy số lẻ thì đương nhiên là cái số B là điều kiện ràng buộc rồi. Nó là gì? Nó là phải là chữ số lẻ, được chưa? Thì ta phải chọn B trước. Vậy ta chọn B là B có bao nhiêu cái tròn? Vậy thì B có mấy? B ta sẽ có mấy cái tròn đây? B nó phải là số lẻ, do đó là B sẽ có 1, 3, 5, tức là B có 3 cái tròn. A thì chọn số nào cũng được, đúng không? Miễn sao nó gì? À, ở đây nó gồm hai chữ số. Gồm hai chữ số, nó không nói là khác nhau. Chúng ta chú ý từ khác nhau. Nếu khác nhau thì phải bỏ cái chữ số B chọn. Tức là bỏ số B chọn, tức là đây có 5 số mà bỏ số B chọn nó còn 4. Nhưng mà thằng này nó nói là hai chữ số, nên nó không phải là khác nhau. Nếu như khác nhau thì chúng ta phải bỏ nha. Còn không khác nhau thì ta lấy nguyên cả thằng gì. Vậy thì A sẽ có bao nhiêu? Có 5 cách chọn. Vậy đây chúng ta sẽ có bao nhiêu? Có 3 nhân với 5 thì bằng 15 số. Được chưa nhỉ? Đấy, 15 số. Được chưa? Tiếp tục sang ID. ID. ID này là số chẵn, vì cũng có là AB đi. Đúng không? Số chẵn AB. À, số chẵn gồm hai chữ số khác nhau đấy, thầy nói luôn, số chẵn gồm hai chữ số khác nhau thì đầu tiên là mình sẽ chọn số chẵn đã. Chọn B trước, vậy B có bao nhiêu? Có B bao giờ là số chẵn thì B phải là chữ số chẵn, được chưa? Đấy, AB là số chẵn thì B phải là chữ số chẵn. Vậy chúng ta sẽ có hai chữ số chẵn là số 2 và số 4, vậy B có hai cách chọn. Rồi. À, B có hai cái chọn thì chúng ta thấy lúc này nó nói rằng là đầu bài là số chẵn gồm hai chữ số khác nhau, ta lưu ý chữ khác nhau. Vì vậy thì chúng ta cái thằng A này này phải chọn cái số mà không được chọn cái số mà B đã chọn, đúng chưa? Thì B chọn một trong hai số này rồi, tức là mất đi một chữ số. Thì chúng ta chỉ còn bốn chữ số thôi. Vậy thì A sẽ có bao nhiêu? A sẽ có bốn cách chọn. Vì vậy chúng ta sẽ nhân với nhau thôi, là 2 nhân với 4 là bằng 8 số. Đó, 8 số. Đấy là ID. À, ý E. E là gồm 5 chữ số khác nhau thì mình lại gọi là gì? Gọi số có 5 chữ số là A, B, C, D, E. Được chưa? Gọi số A, B, C, D, E. Thì 5 chữ số khác nhau thì đầu tiên vì 5 chữ số này chỉ cần khác nhau thôi, vai trò nó giống hệt nhau. Đấy. Vì thằng này nó không có chữ số 0, nên do đó vai trò nó giống hệt nhau. Kệ nó đi. À, chúng ta sẽ chọn A trước. Vậy A có bao nhiêu? Có 5 cách. A 5 cách chọn này. B có gì? Có 4. 4 cách bởi vì phải bỏ cái chữ số mà A đã chọn. Đúng không? Khác nhau mà. Chúng ta lưu ý cái khác nhau này. Đấy, cách chữ số khác nhau. Đây. Được chưa? Đó, lưu ý nha. Tương tự như vậy thì C sẽ có mấy? Giảm đi 2 số rồi còn gì? Còn 3. D giảm đi 3 số còn 2. Và E thì giảm đi 4 thì còn 1 thôi, một cái chọn. Nói tóm lại D không cần phải chọn, đúng không? Và từ đây ta sẽ có là 5 x 4 x 3 x 2.
nhân 1 bằng, à bấm máy thì ta được 120 số. Ok, đây nha, rất là dễ thôi. Yep. Gồm 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 vẫn là A. 5 chữ số là A, B, C, D, E đi. Đó, vẫn vậy, đúng không? Thế và chia hết cho 5 thì đây điều kiện ràng buộc. Đó là cái chữ số E. Vậy đương nhiên chữ số E phải chọn trước, đúng không? Vậy điều kiện ràng buộc lớn nhất đó là chữ số E là chia hết cho nó. E phải chia hết cho 5. À, hay nói khác là E là phải số 0 và số 5. Trong trường hợp này nó không có số 0, do đó là nó chỉ số 5 thôi. Vậy thì E có bao nhiêu cách chọn? E có mấy? Có một cách. Một cách chọn là số gì? Số 5. Và bây giờ A, B, C, D vai trò nó như nhau, cách chọn nó như nhau. Do đó chúng ta sẽ chọn thằng nào trước cũng được. Và theo lần lượt ta cứ chọn A đi. A sẽ có mấy? Vì là các chữ số khác nhau, do đó A phải khác cái thằng E, tức là số 5. Vậy A chỉ còn 4 cách chọn. Tiếp tục đến B thì cần gì? B thì chỉ còn có 3 cách chọn thôi. C thì chỉ còn có 2 cách chọn thôi. Và D thì còn cuối cùng là không phải chọn cách chọn nữa, còn 1 thôi. 1 thì không phải chọn nữa, còn thằng số nào dùng số đấy thôi. Đúng không? Vậy thì ta sẽ có là gì? 1 nhân này 1, nhân với 4, nhân với 3, nhân với 2, nhân với 1. Và bằng 24 đúng không? 64, 24, 24 số. Đó, ok. Thì đấy là bài số 14. Rất là đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Đó. Ok, đây là bài số 14 của chúng ta.